Để hấp xôi thì nên dùng nồi hấp hay là tủ hấp? Để hấp xôi ấy, điều đầu tiên các bạn cần biết là cái năng suất sử dụng của gia đình mình là bao nhiêu. Ví dụ như là các bạn chỉ hấp trung bình khoảng tầm dưới 10 kg xôi trong một ngày để kinh doanh các quán bán xôi nhỏ lẻ, thì các bạn có thể đầu tư các mẫu nồi hấp. Mẫu nồi hấp của chúng tôi thì hiện tại đang cung cấp có các dòng là từ 3 cân này, 5 cân cho đến là 10 cân và mẫu lớn nhất sẽ là 15 cân. Giá bán cụ thể của các mẫu này như sau: mẫu nồi xôi 3 cân giá là 3,9 triệu, mẫu nồi xôi 5 cân giá là 4,5 triệu, mẫu nồi xôi 10 cân giá là 5,5 triệu và mẫu nồi xôi 15 cân giá là 7,2 triệu. Và các mẫu nồi hấp này ấy, có ưu điểm là giá thành nó sẽ rẻ, phù hợp cho những quán mà mới đầu tư ban đầu. Nhưng nếu mà các bạn có nhu cầu muốn hấp với số lượng nhiều hơn trên 10 cân ấy, thì các bạn nên đầu tư các mẫu tủ hấp. Các mẫu tủ hấp ấy, thì có thể hấp được khoảng tầm từ 10 cho đến lên đến 30-40 cân gạo. Vì bên công ty chúng tôi vẫn có cung cấp các mẫu nồi mà hấp được 15 cân. Nhưng mà đối với mẫu nồi này ấy, thì nếu mà các bạn hấp với số lượng nhiều như vậy thì cái xôi của bạn nó sẽ chín không được đều. Nên tôi khuyên các bạn nếu mà hấp với số lượng nhiều như vậy thì chúng ta nên lựa chọn các mẫu tủ hấp để phù hợp nhất với gia đình mình. Nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm chi tiết về mẫu tủ hấp này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên công ty hoặc là để lại một bình luận ở dưới video để chúng tôi hỗ trợ một cách nhanh nhất. Còn bây giờ chúc anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành.